sáng trời nắng đẹp quá trời luôn, mà giờ mưa, cái bông nó có vẻ như nó hơi khép khép lại một chút. Cha nói cha điểm sơ sơ được đâu mười mấy bông để mình nhổ lên thử, mấy cái búp búp luôn là rất nhiều. Trời sáng nắng đẹp lắm cả nhà, cái Băng có chạy ra quay phim thấy đẹp quá, thấy mấy cái bông đẹp quá quay lại để xem. Mà vừa quay xong cái trời mưa ầm ầm luôn, mưa thiệt là lớn luôn nha. Từ lúc mình chiết cái mấy bộ bông súng qua đây nè, cái bên đây tốt, bên kia nó bớt tốt rồi Băng. Bên đây là cây con của bên kia, cái nhánh của bên kia mà nó tốt quá trời. Bên đây đủ nắng nè. Ôi nó mập coi nè, cái cọng này nó bự. Dạ, cái này nó dài, nó bự mà nó dài nữa cha. Rồi cái này là 1 tô rưỡi rồi, kiếm thêm nửa tô nữa nha. Qua để anh qua anh kia nhổ nó. Chừa lại một cái bút đen không? Chừa lại hả? À, chừa lại một cái để mai cho nở cho nó đẹp, cho biết cái hồng luôn xuống. Cái này cũng đủ ăn á. Cũng nhiều rồi nè. Tôi có ba bông. Rồi, gia đình mình xin chào cả nhà. Hôm trước Vòng với chú Út có đi cầu mấy con cá ở sau nhà đó cả nhà. Cái phần mình đó thì mình đã chế biến món ăn xong rồi. Băng có chừa lại một ít đầu, ba cái đầu với lại ba cái đuôi. Thì hôm nay mình tận dụng cái phần này rồi đi chợ mua thêm ít đồ. Sáng nay gia đình mình tập trung lại làm đồ ăn cơm sáng nha cả nhà. Hôm bữa mấy cái phần khứa cá thì Băng đem kho mắm ruốc ăn rồi. Cái phần này là phần đầu với đuôi nè. Phần đầu với đuôi bữa nay nấu canh chua. Thì Băng có mua một ít tép bạch non. Tép bạch non này chút nữa mình sẽ găm mặn ăn cơm với canh chua ha. Sáng thì anh Vòng với Băng có đi hái bông súng đó, hồi nãy có đi hái bông súng được mớ để làm phần bổ cho canh chua đó. Bữa nay mình nấu với lại cơm mẻ. Bông súng hôm nay thì mình sẽ nhờ mẹ lặt nè. Út thì bữa nay có công việc đi tiếp cô Tư. Út bữa nay đi làm phụ hồ rồi cả nhà. Đi kiếm tiền rồi. Nhà cô Tư ở dưới đang sửa lại phía căn nhà phía sau, Út xuống dưới tiếp cô Tư. Chắc một hai bữa xong. Bữa nay ở dưới quê mình tự nhiên cái sáng sớm có mưa, cái thấy gì tận dụng thấy bông súng mưa lắc gắt đẹp nè ha. Rồi thêm cái phần này cá này thường ở dưới quê hay nấu canh chua nữa, cái quyết định là ăn cá nấu canh chua tép găm mặn. Nấu cho nó xong đi, biết sao cái cá này để lâu nó cũng trong tủ đông á, nó cũng không còn ngon nữa. Mình đem ra mình nấu. Đủ bắt cá thì mình ướp phần cá với lại phần tép để nấu. Bữa nay là làm trễ nhưng mà rất là nhanh, cái món này nhanh lắm. Cá thì mình cho một ít tỏi để ướp cho nó thơm. Phần tép thì mình sẽ cho một xíu muối với nước mắm với lại đường. Thường canh chua cá kho mà ăn hoài riết nó cũng hơi ngán á cả nhà. Bữa nay mình sử dụng mình làm món canh chua tép gam cho nó lạ lạ tí xíu, đổi khẩu vị chứ không phải là lạ nữa. Trời, một ít bột ngọt chưa? Rồi, dặm xíu nữa, muối bọt nữa là được. Rồi, em cho miếng dầu ăn cho nó dễ thấm, với lại khi mà mình gam lên á, cái con tép nó bóng lọng rồi. Khi mình biết thì mình cũng bắt sẵn nồi nước rồi cả nhà, đợi sôi thì mình sẽ cho phần cá vô. Món ăn hôm nay như Băng nói thì làm rất là nhanh. Hồi nãy là gia đình mình 10 giờ mấy mới ra đây đó, tại sáng giờ mưa quá trời luôn, mưa không dứt luôn á, mưa lớn lắm. Lật ra cũng nhiều quá mà. Sáng mẹ đi ngang vàng đậu gồng thấy mấy trái mẹ bẻ luôn hả? Mặn quá ha, con bẻ. Hồi nãy là Băng đi bẻ ngò gai nè, với bẻ quế nè, quế thì kế cái vằn đậu rồng, cái thấy nó có mấy trái mình bẻ vô luôn. Cái để nó già nó ngon. Hàng vậy đó cái mình bỏ vô tủ lạnh, cái hai ba bữa cái đủ ăn cái mình đem ra. Ừ.
Vậy là bên đây bữa nay mình sử dụng cái lò bên đây, lò bên đây là hai cái giống tiền lược á. Lược ạ. Bên đây thì mình lược có mẻ. Cơm mẻ em lược nó sâu vậy nè, em cho cá vô. Mấy cái đầu cá hỏm em có chế nước sôi vô cái mang nè. Không thích ăn mang. Bởi mình giờ mình chế nước sôi mình trụng á, nó kỹ lắm. Bên kia cái chảo tép. Cá thì rất là dễ chín luôn, nó cũng tim tim trở lại, nó gần sôi lại rồi. Sôi lại là cũng gần chín á. Rất dễ chín luôn, giờ bạn sẽ nêm như trong này. Cơm mẻ cũng hơi là chua, khẩu vị nhà Văn là ăn thịt là chua và ngọt thì Văn sẽ dằn đường hơi nhiều một chút. Rồi mình cho thêm ít muối với lại nước mắm vô. Bữa nay nhà mình cũng ít người, anh Khải thì đi làm mà chú Út thì chạy xô rồi cả nhà. Bởi vậy chứ cái tép này nè, tép bạc non này nè, mình sắc miếng ba gọi vô cả nhà. Rồi găm chung ngon lắm á. Kiểu như cơm phần á, nếu quán cơm phần làm á. Ừ. Nếu quán cơm phần là làm cái món đó đắt lắm á. Tép với lại thịt để ăn. Cá thì một số bà con cũng kén nha, cá là cũng nhiều người kén ăn cá, nhưng mà thịt với tép nó dễ ăn lắm. Mình cũng để cho nó hơi có cái độ ướt ướt đi anh không ha. Mình chan cua tim. Mình cho mấy cái ớt đi. Ba cái đầu với ba cái đuôi này so với cái đầu canh chua hôm nay là thấy vậy là nhiều quá. Ăn cá nhà ăn nhiều tí xíu. Với lại còn vậy đó mình phân mình nấu lượt luôn chứ mình phân ra bữa sau mình nấu cũng không được món nào hết. Mình nấu là ăn cho đã. Rồi. Rồi giờ mình cho bông súng vô. Vừa quá. Em thấy cái bông súng nó ngã màu xanh không? Cho ít tỏi phi vô cho nó cơm. Và một giá nước mắm. Rồi, mình cho ngò quế nè, với lại ngò gai vô. Có dính ớt trong này nha. Ớt với lại đuôi đuôi tép nó giống giống nhau. Ăn là dễ bị hiểu lầm lắm á. Rồi vừa đủ hai dĩa luôn anh Quân. Quá vừa nêm. Cô Tin nói bữa nay ăn cơm sớm quá ta. Không phải đâu con, bữa nay cũng trễ đó, nhưng mà tại mình làm nhanh. Cũng vừa được tới giờ ăn cơm đó, mà tại bữa nay làm đơn giản. Trời ơi, cô Tin. Anh mắt bẻ sợ không? Ngon lành quá cả nhà ơi.
Rồi em làm cho cô Tin rồi ha. Làm cho cô Tin chén cơm rồi đó. Mẹ trang cho con rồi đó. Rồi, gia đình mình xin mời cả nhà ăn cơm sáng nha. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cô Tin là mẹ có trang cho cái nước sốt sốt của Tết. Không, ý là nãy mình để lại đến vòng. Phải không để lại là anh không chịu không rồi đó. Chịu. Bữa nay thiếu chú Út. Cô Tin ngồi kế lấp chỗ chú Út cũng gần bằng à. Mình bỏ cá vô nước mắm á, cái nó thấm á, mặn mòi. Làm cho ớt trước đi, tính gì tính. Ừ, cái rồi cho ớt hả? Ăn ớt hiểm á, dễ bị sặc lắm. Tại vì nó có cái độ nước nước ướt. Hôm qua là bữa tối anh Khải lấy về cái bọc ớt là chili đổ giấm vô ngâm giùm mày ha. Chị ngâm giấm rồi. Dạ. Cái này em để xưa nước mắm cho anh nha. Anh thích ăn đầu, nhưng mà em thì em không khoái đầu lắm. Thường thường đầu cá đâu bằng ít ăn. Em ăn đuôi. Hai chồng gì mới sống chung được. Ăn chung ăn thứ thích thứ là dành buồn cá mới hết nha. Dạ. Bởi vì ở sau nhà mà có cái hầm cá nuôi tiện lắm luôn. Bữa nào mà mưa gió hay làm biến đi chợ gì mình tận dụng. Thêm cái hầm bông súng nữa ha chị Ly. Chị được là cứ bông súng như cá. Dạ. Yeah. Rồi thêm nhờ cái mẹ chồng bông cái có cần cua đồ mọc ở dưới coi lạc chấm luôn cũng có lý. Tại mình ăn sợ mình ngán thôi á. Chứ chú cây nè nấu canh chua cũng ngon dữ dội. Mà nhiều khi mình phải đổi món mình mua đồ chợ đồ. Bông súng này cảm giác giòn ha. Bà con ta hay nói là bông súng Đà Lạt nó cứng mà thật sự nó không cứng đâu, nó giòn lắm. Đó bông súng kia là ăn là nguyên bụi không? Chắc là ăn sống hả con? Nhỏ hay chắc ăn sống nó cứng hay chưa? Cha nghĩ cha nói là ăn sống. Dạ, với lại trộn gỏi nó cứng. Ừ, nhưng nó bánh chua ngon mà. Nó bánh chua là bông súng Đà Lạt là bông súng này đó hả cha? Con cũng phải ăn chung bông súng này. Đó đó. Dạ. Hiếm lắm. Nhỏ quá, thứ nhất là lặt lâu. Mà trọng này mau có ăn chừng 3-4 cộng đủ ăn rồi, cái kia đâu có mấy chục cộng mới đủ ngồi canh chua. Như chị Ly với anh Khải cái chừng 2-3 cộng rồi chị Ly. Ừ. Đúng câu đó. Cộng bự bự á, mặt dài dài nha. Chúng kia là bông biết nhiêu là bông đủ. Cái này là cái chảo rồi, tép ga mình trộn chảo với cô Tiên nè. Nhiều này nữa chắc cô Tiên vừa đó. Vừa ăn rồi đó. Trộn chảo này giống hồi nhỏ không cả nhà? Mấy cái chảo tép gam hoặc là cá kho nè, rồi đồ khìa nè. Đó, trộn chảo nha. Ngon lắm. Kìa có nước chị Ly tính chắc cho em trang cho cô Tin nữa kìa. Cái này đủ rồi chị Ly à? Đủ hả? Thôi chuyển sao đi ha. Chuyển sao đi, chuyển sao nè, chuyển sao nè. Ba chắc. Ba chuyển rồi. Quyết định kỹ chưa? Quyết định. Con nhắm nổi không? Dạ nổi. Chén thứ cùng là ít thịt. À. Rồi mẹ cho con cô Tin mấy con tép nha. Nhiều tép lên mẹ. Nhiều tép phải không? Lựa mấy con nhỏ nhỏ mà lột lột nè, non non nè. Rồi được chưa con? Đủ hen. Hết đi. Ăn hết thì mình lấy thêm. Cho con nè. Cô Tin xin thêm. Xin ăn mặn. À, rồi nè. Không nóng đâu con, nghỉ nóng rồi. Không nóng đâu. Không nóng đâu đúng không? Nhìn cô Tin trang mẹ trộn cái đó, cha nhìn cha còn chảy nước miếng á cô Tin. Ngon lắm, cha cũng thường thích trộn chảo vậy. Nhà mình tới nữa thằng Tin chừng 5-2 năm nữa ăn không hết lại cô Tin. Hết chén quay nghe quay qua quay lại rồi nè. Ăn lẹ lắm. Cô Tin nó giống em á, ăn nhanh lắm.
Tiếng về kìa. Vô cơm luôn. Làm chén cơm luôn Tiến. Về không cho hay trời. Thôi tới rồi bắt mưa rồi đâu biết đâu. Anh nói thơ về hả? Ừ anh áo về. Ghé nhà luôn. Dạ. Nói có mưa nói mưa này Tiến biết sao chạy xe về luôn. Con nói anh Tiến chắc tuần này không về đâu, về mưa rồi, không về. Mưa. Quá trời mưa luôn. Rồi vô ăn cơm luôn. Rồi cô Tiên có đồng đội Út Tiến về ngồi kế bên rồi. Quá, đua cô Tiên à. Đua nha. Ok. Rồi về suy nghĩ món nào à. Chiều dở mới chơi rượu đó cây. Chiều gặp nhau cuối tuần cái cây. Tuần này chắc có thằng tập rồi, anh Tiến chịu đi luôn anh Tiến. Biết cũng mà bên chó 3 ngày chưa ăn nữa. Vậy đó. Vậy là không về làm sao ạ? À? Dạ con ở Long Xuyên mà mới biết thằng hôm qua. Đi có đổ cho nó ăn không? Có. Nếu lùa khô thì... Lùa khô lùa khô không sao. Để đó rồi cái ăn nhiều nó ăn. Chỉ chó hay đâu có không? Đói anh Tiến ngồi xích vô ăn cá đi anh Tiến. Nhiều. Tết. Ngon quá. À, từng rồi là mấy anh em mình không có gặp em về nội cô Tiên. Dạ. Từng này do anh Tiến đi họp, bữa nay gần trưa chủ nhật rồi. Gì? Hết đó con. Là mấy chén rồi? Mấy chén rồi cô Tiên? Hai chén rồi. Hai chén rồi ha. Được phải không? Không có bữa, có bữa thì ăn nhiều. Có bữa giống như nó hơi vậy đó. Chứ cũng hết hết bệnh rồi chị Ly. Không bệnh ăn không vô. Đấy, không hết không ạ. Ông ngoại bảo lãnh này con lo gì Tim? Em có dễ lên đó. Ừ, ăn con nói vậy thôi nhưng mà món này con ngon, con ăn là con quất liền. Chắc ba chén chắc có thể hết đó nghe. Cá trong hầm của cha ngon quá hả bạn? Ừ, ngon. Này đợi vài bữa nữa cá này không ngon. Đây đừng để ngon đông lâu quá đó. Ừ. Vài bữa nó mới công thèm mắm nữa, mới đầu cá nấu lỗ mắm nữa. Hôm qua đi Long Xuyên. Ừ. Lên trên chỗ Trung Nguyên mới mở chỗ Vinh Cơm á. Dạ. Con bé phục vụ nó nói anh Tiến đúng không, anh Tiến trong kênh chị Băng đúng không. Em ngày nào cũng coi hết trơn. Sao rồi chén thứ ba nhắm chạy nổi không con? Nói chuyện với tay idol, idol TikTok mà. Idol, ăn đi idol. Mặt bữa nay con ăn được vậy là con bớt bệnh rồi. Nói chung là uống thuốc thêm bữa nữa là chắc hết rồi. Ho hôm nay cả tuần rồi. Mới trúng thuốc được 2 ngày gần đây. Mấy là mua lòng vòng cái thấy không bớt, cái chạy xuống tới chỗ bác sĩ mà chiên cho em bé mua cho nó. Uống thì mình là mình biết trúng thuốc rõ ràng, uống một đêm đó là qua sáng hôm sau là em thấy nó bớt liền luôn. Là dạ. Buổi tối nó không có. Còn mình được mua đây nó hồi nào giờ nó cũng chị ngoại không có. Dạ. Mình thấy ngoại xa xôi mình không đi. Giống như là thuốc không phải là hay dở gì đâu mà quan trọng mình hợp cái thuốc nào á. Đúng rồi. Như thuốc nam vậy đó, nhầm người chịu người đâu có chịu đâu. Không giải chuyện. Giờ không ăn cơm là hút canh. Ăn con tép hút canh cũng no bụng luôn á. Canh chua tép gam này cũng giống ăn đi ăn cơm phần quá ha anh Tiến. Đúng bài luôn á. Ăn cơm phần ăn nó bét không à. Dạ. Cái này mình cho vô một ít thịt nữa, thịt gam chung luôn á. Dạ. Vì nãy nói vô phần gam chung nè, vô cơm phần cô Bảy á. Cô Bảy là em cũng hay kêu dữ lắm. Cơm phần cô Bảy là món này ngon lắm. Ăn bát cơm. Cô Bảy hay xương mai gì nó cũng có thôi. Tép gam này dễ lột ớt lắm em Tiến. Ngon mà ớt cũng ngon. Dạ. Quá thì bắt cơm. Hồi nãy rót nước mắm để chấm cá cái quên. Mình có cái chai nước mắm anh Tiến cho nè anh Tiến. Ừ. Bà hôm em khui ăn ngon quá trời. Ngon.
mà hồi nãy em quên xịt ra, nước mắm này ngon lắm nè. Nóng đang sống ngon. Dạ, đậm đà. Cái mang này là băng làm cá là không bao giờ bỏ, tại vì biết mình thích ăn. Mình trụng mình cảo chân. Quá trời lên Long Xuyên nó đăng ký quá trời đăng ký kênh này. Chủ linh lát hả anh Tiến? Chủ linh lát hả anh Tiến trời. Ngày mình nãy giờ mấy anh Tưng chắc gọi là nấu ăn chắc chưa đọc tin nhắn đâu phải không? Chưa. Anh Khải nhắn tin đó. Chưa đọc. Anh Khải đang đi hỏi anh có phải anh Khải không? Nói anh Khải đây rồi, tưởng tới rồi. Cái nói dạ phải, nói trời em hâm mộ kinh anh lắm. Chị chọc anh Khải nói trời hâm mộ chú dưới tưởng hâm vợ ơi. Đó giờ anh Khải mà giờ lén lén đi đâu mà chở cô nào mà không lên ngồi cấm vậy. Giờ lên dễ bị dính lắm. Bị bóc phốt liền. Mấy lần rồi đó. Dạ. Kênh mình thì giới trẻ thì ít. Đúng rồi. Cái phân tích kênh mình nhìn vô kênh thì giới trẻ thì ít. Bà vô con lớn lớn tuổi vô nhiều. Vô hàng chuyển tiền. Anh Tiến một phóng hương có phóng. Đúng rồi, anh Tiến đang đi dây tiền. Thông tin cho kênh. Chuyện đi tiếp tiếp tục tư đồng hồ Đức. Cúc bữa nay đi chạy xô rồi. Chạy xô. Dạ. Xô mà xô hồ nha. Xô thùng bê á.